Trong những ngày nhóm phóng viên thời sự Đài Truyền hình Việt Nam theo tàu cảnh sát biển số hiệu 8003 tác nghiệp. Theo quan sát thì tại ngư trường Hoàng Sa thuộc vùng biển chủ quyền Việt Nam, các đội tàu khai thác thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi vẫn bám trụ trên biển, khai thác trên ngư trường của mình. Tại vị trí cách khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép khoảng 10 hải lý, nhiều đội tàu vẫn tổ chức hoạt động thả lưới, đánh bắt cá liên tục cả ngày lẫn đêm. Theo thông tin trao đổi qua hệ thống bộ đàm, các đội tàu của ngư dân cho biết sẽ vẫn tiếp tục bám biển khai thác thủy sản và coi những thông báo của phía Trung Quốc về việc khoanh vùng biển ở đây là không có giá trị. Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam như cảnh sát biển, kiểm ngư vẫn đang hỗ trợ cao nhất cho hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân tại vùng biển này. Trong diễn biến của ngày hôm nay, ngay từ sáng sớm, các biên đội tàu của cảnh sát biển Việt Nam đã tiến vào mục tiêu nơi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép. Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng lớn tàu để bảo vệ giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu mang số hiệu 3411 của Trung Quốc luôn theo sát tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003. Khi biên đội tàu cảnh sát biển Việt Nam tiến vào hỗ trợ tàu cảnh sát biển 4003, thì lập tức xuất hiện hai tàu 2112 và 3411 của Trung Quốc giảm tốc độ và đổi hướng quay về khu vực giàn khoan. Tôi đang có mặt trong cabin chỉ huy của tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003. Những ngày này thì cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn tập trung cao độ cho những chuyến hải trình đầy nguy hiểm của mình. Mặc dù trước nhiều tình huống khó khăn phức tạp, nhưng đội hình biên đội của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vẫn luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với ý chí quyết tâm cao, nhất định không để chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm hại.